Vâng, xin chào, chúng ta tiếp tục gặp nhau bài học tiếp theo. Bài học này là một cái bài học ngắn thôi. Một cái bài học ngắn thì tôi chi tiết hóa cái phần video trước là hướng dẫn các cái cách thức nhập hàng, đúng không? Thì tôi giới thiệu anh chị một số cách rồi, thì tôi sẽ chi tiết hóa trong từng cách đó. Thì video này tôi sẽ nói về cái cách thức nhập hàng, hay còn gọi là bán hàng theo mô hình order. Tiếng Anh là order, tiếng Việt mình có thể hiểu đấy là mô hình mua hàng hộ. Mua hàng hộ tức là thế nào? Bây giờ tôi rất là muốn mua hàng ở bên Mỹ về, hay là tôi muốn mua hàng ở châu Âu về, tôi muốn mua một cái món hàng ở trên một cái website abc.com hay là một cái trang xyz.com nào đấy, tôi muốn mua về, thế nhưng tôi không dám mua, tôi sợ mất tiền, tôi sợ bị lừa, vân vân, đúng không? Hay là tôi sẽ đợi những cái dịp săn sale khuyến mại. Thế thì ở Việt Nam bây giờ là cái hình thức mà mua hàng theo cái phương thức là mua hàng hộ hoặc là mua hàng trực tuyến bây giờ cũng rất là nhiều, và nó nở rộ, nó khiến cho là những cái người bán hàng như chúng ta là có một cái gói giải pháp, có một cái gói dịch vụ là chuyên mua hàng hộ và kiếm lời. Thế cái mô hình này kiếm lời bằng cách nào? Thì các bạn có thể rất là dễ thấy, đấy là họ sẽ làm chênh lệch phí chênh đô này, rồi thì lãi từ nhờ làm thuế này. Ví dụ như các bạn mua một cái túi Chanel hay là Gucci ở Pháp, đúng không ạ? Thì cái thuế của nó sẽ được giảm cho cái visa du lịch, nó có thể lên tới là 10-15-20%, phụ thuộc vào cái chương trình có khuyến mại và nộp thuế hay không. Thí dụ như ngày trước tôi đi mua, tôi đi du lịch ở bên Pháp thì tôi mua mỹ phẩm trong một cái siêu thị, thì sau đó nó sẽ refund, tức là cái hoàn thuế, refund tax nó hoàn cho tôi là 19% trên hóa đơn. Thế tôi cứ mua 1 triệu thì tôi được 190, tôi mua 10 triệu thì tôi được 1,9 triệu. Thế thì bắt đầu về nào chia nhau cái số tiền đó, là ý tôi là như vậy. Thì cái món đặt hàng mua hàng hộ bây giờ nó rất là phát triển và rất rất nhiều người tham gia vào cái hoạt động bán hàng này rồi. Vào những cái vụ mùa sale như là cái thời điểm này, cái thời điểm Noel, thời điểm Tết, thời điểm Black Friday trên toàn thế giới, hoặc là cuối vụ thì họ sale rất là nhiều, 20-30-50%. Thì cái tình trạng cái mô hình mua hàng hộ nó nở rộ và nó bùng nổ. Hoặc là các bạn có thể mua những cái mỹ phẩm, mua thời trang, mua bất kỳ cái đồ điện tử hay là đồ gì ở trên các cái trang thương mại điện tử của Nhật, của Mỹ, của châu Âu, đấy, châu Âu nói chung, còn có thể của Pháp, của Anh, của Đức gì đấy. Thì các bạn có thể là thông qua những cái người ta chuyên order, có một cái đội ngũ này rất là đông. Thế nên bây giờ các bạn ngoài cái chuyện mua thì các bạn phải bán, đúng không? Thì các bạn có thể gia nhập vào cái đội ngũ bán hàng này bằng cái mô hình đó. Ý tôi muốn nói là các bạn có thể nghiên cứu về cái mô hình này. Chúng ta có thể là xách tay về, chúng ta bán này, ví dụ đội tiếp viên hàng không đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể là thiết lập những đường dây mua hàng ở bên châu Âu, sau đó là người ta sẽ nhận hàng ở châu Âu, sau đó thì người ta sẽ đóng hàng chuyển về Việt Nam, sau đó bắt đầu mình mang hàng đi đến từng cái khách hàng nhỏ lẻ. Đấy là cái cách mà người ta vẫn đang làm hiện nay, các bạn có hiểu không ạ? Thì cái mô hình này thì bán rất là tốt những cái sản phẩm như là thời trang cao cấp, túi sách, dây lưng, ví da, nước hoa, đồ điện tử, đồ thuốc thang, đồ dùng cho trẻ con, vân vân, người ta mua cũng rất là nhiều, trừ những cái mặt hàng cồng kềnh thì người ta không mua thôi. Đấy. Tôi cũng đã từng tư vấn cho rất là nhiều bạn chuyên nhập hàng từ châu Âu về, nhập hàng từ Mỹ về, bán rất là mạnh. Tôi biết là cái số lượng hàng hóa bạn ấy bán có thể lên tới doanh số có thể lên tới hàng tỷ mỗi tháng. Những bạn mà bán tốt người ta có thể nhập hoặc là xách tay từ Úc về này, hàng của Úc cũng bây giờ bán hoa quả này, bán thuốc này, rồi bán thực phẩm chức năng này cũng rất là tốt. Đấy, vấn đề là gì? Các bạn làm cái sản phẩm này, cái món này thì các bạn làm như nào? Thứ nhất là quan tâm đến ngành hàng gì, mặt hàng gì, hay là mình đánh tất cả, được chưa? Thứ hai, hàng mình nhập từ đâu, ví dụ mình chuyên hàng Úc hay mình chuyên hàng Mỹ hay chuyên hàng Đức hay chuyên hàng Pháp hay là chuyên hàng châu Âu hay thậm chí là chẳng chuyên cái gì, chuyên tất, đúng không? Thứ ba là mình phải xem cái nguồn hàng. Đấy, thứ tư là mình phải xem cái đội ngũ mà nhận hàng và vận chuyển hàng hóa từ bên đó về Việt Nam nó có ok hay không, có nhanh hay không, phí có tốt hay không, còn nếu không thì mình cũng có khi là làm cũng chẳng được mấy đâu. Đấy, thông qua thuế má đường vận chuyển hải quan có khi chỉ lời một xíu thôi, mình làm không cẩn thận có khi còn lỗ ấy, đúng không ạ? Vâng, cái mô hình này thì thực sự là cũng đã giúp được rất nhiều bạn bán hàng thành công rồi.
có những bạn mà chuyên order hàng thời trang, chuyên order hàng Adidas, Nike của, hay là chuyên order giày của Nhật. Tôi có một cái khách hàng mà chạy quảng cáo này, chị này không biết làm cách nào ấy, chị chuyên order giày từ bên Nhật về, không biết là hàng hàng thì bảo là hàng chính hãng rồi nhưng mà rất là rẻ, thậm chí vẫn còn rẻ hơn cả website, thì không biết có phải là hàng ăn cắp hay không, là hàng không ăn cắp thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy bán rất là rẻ, và cái fanpage của chị cái lượng mua tự nhiên, tức là khách cứ vào đặt order rất nhiều, ngày 20-30 đơn hàng phổ biến, mỗi đơn hàng cũng có thể lãi được vài trăm ngàn, kiếm tiền rất là dễ, tháng kiếm vài chục triệu, cả trăm triệu vô cùng dễ. Tất nhiên không phải ai cũng làm được như vậy, nhưng mà tôi đang nói về cái mô hình thì các bạn có thể hình dung ra. Các bạn cũng quan tâm đến những khái niệm như là ship hàng, rồi khái niệm chênh lệch tỷ giá, khái niệm đảm bảo an toàn, rồi giao hàng cho đúng hạn, có đầy đủ bill. Theo một cái bạn học viên của tôi mới, tôi vừa dạy cách đây 2-3 tháng, thì bạn này là, bạn là tiếp viên hàng không, thì bạn ấy chuyên xách tay những cái đồ cao cấp về, sau đó thì bạn đã share bill với khách hàng. Cái khái niệm share bill là cái khái niệm mà ví dụ như em mua được cái giá này thì em sẽ được khoảng 10% thuế. 10% thuế thì đấy là con số ví dụ thôi, tùy mỗi quốc gia, có quốc gia 12, quốc gia 15, quốc gia chỉ được 7, ví dụ vậy. Thế thì share cái thuế đấy ra thì ví dụ khách thì được 2%, mình được 2%, còn bên những cái bên có liên quan thì cũng được 2-3% gì đó. Thế nhưng mà 2% của một cái túi sách 100 triệu thì được 2 triệu, hay là 2% của một cái sản phẩm gì đấy 200 triệu hay 300 triệu thì cũng được. Cứ nhạt 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 như mỗi tháng cũng có thể kiếm được khoảng tầm 150-200, bởi vì doanh số tính bằng tháng có thể lên tới hàng tỷ, bởi vì cái lượng mua nó rất là nhiều. Thì tôi xin phép giới thiệu như vậy một chút. Và nếu mà các bạn mua nhiều ấy, thì các bạn cũng sẽ trở thành một cái đại lý, trở thành một cái người mua rẻ, và các bạn có khả năng mua được cái giảm giá sâu hơn nữa. Ngoài cái chuyện thuế bạn được giảm, thì ngoài cái giảm trực tiếp ở trên web thì bạn sẽ được giảm với cái tư cách bạn là một cái người mua khách hàng VIP. Ví dụ đáng nghĩa là trên web nó chỉ giảm cho bạn 5% thôi, nhưng mà thực tế bạn có thể mua được 10%. Thì đấy là một số cái mà bí mật để tôi giới thiệu với các bạn. Các cái nguồn hàng thì rất là đa dạng, thì các bạn có thể bắt đầu với công việc đó. Các bạn tìm hiểu đường đi nước bước nhé. Và tối ưu chi phí, bởi vì bây giờ chi phí cũng rất là nhiều. Đấy. Thế tôi cũng chia sẻ một số cái case study cho các bạn để các bạn nắm được. Ví dụ như là có một cái khách hàng học viên của tôi, bạn này là có thể order cái hàng thời trang từ Zara HM từ Tây Ban Nha về. Thì bạn ấy bắt đầu cứ lên trên web zara.com ấy, mở một cái tài khoản, lên trên đó xong rồi đưa thẻ Visa vào. Đưa thẻ Visa vào thì là mở tài khoản, sau đó bắt đầu vào mua, cứ đặt mua mỗi thứ một vài chiếc, size số, màu sắc. Sau đó cái địa chỉ nhận hàng thì bắt đầu khai một cái địa chỉ của người quen của mình ở bên Tây Ban Nha, là cái địa chỉ bên đó. Sau đó là cái cơm trang Zara đấy, nó sẽ ship hàng về cái địa chỉ đấy. Cái địa chỉ đấy là của người Việt hay của một cái người quen của mình ở bên đó, đóng hàng về, sau đó chuyển đường tàu biển hoặc là chuyển đường hàng không về Việt Nam. Một tuần, hai tuần, ba tuần sau nhận được, bắt đầu mở ra cộng thêm giá vào bán cho khách hàng. Thế thì cái đấy là cái cách người ta gọi là bán hàng theo kiểu order, bán hàng theo kiểu đánh hàng trực tiếp ở trên các cái trang nước ngoài đấy. Thì cũng một số cái phương pháp như thế thì tôi giới thiệu thêm. Hoặc là có thể đấy là bạn có tiền thì bạn nhập hàng về. Thế còn có những người, người ta không có tiền, làm order thuần túy, tức là người ta nhận đơn của khách, người ta nhận tiền đặt cọc của khách, lúc đấy người ta mới nhận hàng, mua hàng về cho chúng ta. Trước đây thì tôi cũng có mua một cái kính Ray-Ban lâu rồi, 4-5 năm trước là tôi mua một kính, cái chị bạn tôi, chị bán, chị đưa tôi cái bill Ray-Ban là 3 triệu, chị bán ở đây nhá, 3 triệu nhá, thế chị không lấy lãi. Nhưng thực tế là gì, chị nói không lấy lãi thì mình biết thế thôi, nhưng mà thực tế là chị lãi được khoảng 10-15%, thậm chí còn nhiều hơn. Vì sao? Bởi vì cái tiền thuế, đúng không ạ? Thứ hai nữa là có thể chị săn được vào lúc nó sale 5-10-15-20% là chuyện bình thường. Cái con số phần trăm thì tôi không bàn chi tiết, tôi nói là cái cách thức. Vấn đề là bạn phải uy tín, bạn phải nhanh, bạn phải giá tốt, bạn phải hàng hóa, phải chất lượng, đúng không ạ? Thì tôi xin phép giới thiệu như vậy với các bạn là cái mô hình gọi là order, hay còn gọi là mô hình mua hàng hộ, để giúp các bạn có thêm những cái hình dung ra. Cũng xin phép nói thêm một chút nữa, đấy là cũng có nhiều cái video tôi làm cũng hơi kỹ,
Tôi làm cũng rất nhiều các video, đến tận 150 video đúng không ạ, sấp xỉ một con số đó. Thì có thể có những video các bạn đã biết thì các bạn cũng vui lòng thông cảm, các bạn có thể bỏ qua không xem, hoặc là các bạn có bổ sung thêm cho mình. Thế còn chúng tôi cũng kỳ vọng là những cái video này đến được với những cái bạn mà học mà mới tinh hoặc là chưa biết, thì đấy là một cái điều mở mang cho họ, giúp cho các anh chị và các bạn có cơ hội kinh doanh tốt hơn, có cuộc sống tốt đẹp hơn, có thu nhập tốt đẹp hơn, có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Đấy là cái mong muốn của tôi, được chưa ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn và các anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.